Vào những ngày cuối tháng 8, khi mà các tân sinh viên từ khắp mọi nơi đổ về thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục nhập học, cũng là lúc thị trường cho thuê nhà trọ tại đây nóng hơn bao giờ hết. Hiện tại, số người nhập cư ở thành phố Hồ Chí Minh là gần 2 triệu, với lượng tăng hàng năm ước tính khoảng 130.000 người. Hơn nữa, mỗi năm cả nước ta có khoảng 1 triệu thí sinh vào học tại các trường đại học cao đẳng ở các thành phố lớn. Đồng thời, sau khi ra trường, thì số lượng người ở lại thành phố lập nghiệp cũng chiếm tỷ lệ khá cao. Vì vậy, nhu cầu về nhà trọ tại đây là không hề nhỏ. Làm sao để có thể tìm được một chỗ thuê đáp ứng đủ các điều kiện sạch sẽ, thoáng mát, an ninh đảm bảo mà giá cả phải chăng là mong muốn của nhiều người. Trong khi nhu cầu của người dùng ngày càng nhiều, nhưng chỗ ở lại không tăng, cho nên việc tìm một chỗ trọ trong thời điểm này là vô cùng khó khăn. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhiều người, đặc biệt là những bạn sinh viên trong quá trình đi tìm nhà trọ, từ giữa năm 2014, một sản phẩm khởi nghiệp công nghệ được phát triển bởi nhóm lập trình viên trẻ Red Team mang tên Alo Trọ đã ra đời. Với ý tưởng sẽ xây dựng một website tìm kiếm nhà trọ theo bản đồ, có thông tin chính xác và tiện lợi nhất cho người dùng. Cái điểm nổi bật nhất đó là cái việc tìm kiếm bây giờ nó chuyển sang theo bản đồ. Thì trước giờ những cái trang rao vặt là tìm kiếm theo kiểu là rao vặt, tức là nó sẽ hiện ra một list các thông tin. Thì người dùng muốn biết là thông tin nhà trọ xung quanh mình hay không thì phải xem từng cái tên luôn. Thì bây giờ mình có thêm bản đồ thì mình sẽ biết được dễ dàng là xung quanh mình có những cái phòng trọ nào. Alo Trọ là một nền tảng kết nối giữa người cho thuê và người đi thuê chỗ trọ, hiện đang được chạy ở hai thành phố lớn là Hồ Chí Minh và Hà Nội. Mặc dù chỉ mới ra mắt trong vòng một tháng nay, nhưng trang web tìm nhà trọ này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dùng. Theo đó, người dùng có thể đăng thông tin nhà muốn cho thuê, cũng như có thể tìm một chỗ thuê nhà tùy vào nhu cầu sử dụng của bản thân. Một điểm nổi bật có thể thấy trên trang Alo Trọ là việc tích hợp bản đồ nhà trọ rõ ràng cùng với giao diện đơn giản bắt mắt. Việc tích hợp bản đồ nhà trọ giúp người thuê nhà có được cái nhìn toàn cảnh về vị trí nhà cũng như khu vực xung quanh nơi họ ở. Tuy nhiên, lượng thông tin hiện nay trên trang vẫn chưa nhiều và đang được các thành viên bổ sung thêm. Cách làm cho nhà trọ thì gồm có hai loại. Thứ nhất là cập nhật tự động, và chúng tôi sẽ lấy tin tự động từ một số cái trang web khác. Cái thứ hai là do chính người dùng người ta sẽ đưa lên, tức là chủ nhà người ta sẽ đưa cái thông tin lên. Và cái thứ ba là chúng tôi đang hợp tác với một số cái trung tâm hỗ trợ sinh viên. Thì trung tâm sinh viên thì thường người ta sẽ có những cái danh sách nhà trọ khá là uy tín và cũng là độ chính xác cao, thì cái đó người ta sẽ tự đưa lên. Tiện ích của Alo Trọ là giúp người dùng tiết kiệm được thời gian trong quá trình đi tìm nhà, để tránh tình trạng quảng cáo sai sự thật về chất lượng của chỗ thuê, làm mất thời gian của người đi thuê. Hiện nay Alo Trọ đã áp dụng công nghệ xem panorama 360 độ với view từ ngoài vào nhà, giúp người dùng có cái nhìn toàn bộ đối với căn nhà mình muốn thuê. Ngoài ra, Alo Trọ sẽ cung cấp chức năng đánh giá và sắp tới là rating cho phòng trọ, nhằm hạn chế những chỗ trọ chất lượng kém. Bên cạnh đó, web này còn cung cấp những tiện ích xung quanh nhà trọ như trường học, bệnh viện, chợ. Từ những đánh giá, rating và tiện ích này sẽ giúp Alo Trọ đưa ra những gợi ý chính xác hơn trong việc tìm kiếm của người dùng. Với thị trường nhà cho thuê rộng lớn như hiện nay và nhu cầu của người dùng ngày càng cao, hy vọng trong thời gian tới, Alo Trọ sẽ là một địa chỉ hữu ích giúp cho mọi người thuận tiện hơn trong việc thuê nhà.